Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm động viên và làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm dây chuyền sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Công ty chuyên sản xuất thiết bị vệ sinh cao cấp trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, hiện có hơn 2.000 lao động đang làm việc. Thăm dây chuyền của công ty cổ phần sợi Trà Lý Hưng Yên đóng trên địa bàn xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Công ty chuyên sản xuất sợi để phục vụ các ngành công nghiệp dệt may, chủ yếu được sản xuất trên dây chuyền tự động nên chỉ có khoảng 150 lao động đang làm việc. Ngay từ những ngày đầu năm mới, công nhân trở lại làm việc và đều chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh Hưng Yên về phòng chống dịch. Trong đó có việc test cho 100% công nhân, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam là gần 90% và công ty sợi Trà Lý là 100%. Các doanh nghiệp đều xây dựng các kịch bản diễn tập tình huống để ứng phó linh hoạt khi phát hiện hoặc nghi ngờ các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 theo phương châm đảm bảo an toàn cho người lao động và ổn định sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, chủ động, linh hoạt phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe và việc làm cho người lao động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như đóng góp cho tỉnh. Thể hiện qua việc doanh nghiệp đã đầu tư test nhanh, trang bị bảo hộ lao động, tạo điều kiện cho công nhân đi tiêm vaccine, có những chế độ ưu đãi để tăng chế độ dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho công nhân. Đồng chí đánh giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp cho sự phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, thu ngân sách, phục vụ xuất khẩu cho tỉnh trong năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn xác định sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, nên đã tạo mọi điều kiện ưu đãi, môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động. Trong đó có việc cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên vaccine phòng COVID-19 cho công nhân được tiêm nhanh, đào tạo nghề. Đồng chí cũng lưu ý các doanh nghiệp tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch một cách thích ứng an toàn để duy trì sản xuất. Trong quá trình xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, bảo vệ môi trường làm việc. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc lãnh đạo và công nhân của các doanh nghiệp mạnh khỏe, an toàn trong sản xuất và chủ động phòng dịch, đồng thời tặng quà cho các công nhân tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại doanh nghiệp.